Một tháng nay, tại Bình Thuận xuất hiện một điểm check-in vô cùng cuốn hút xôn xao cộng đồng mạng. Đó là hình ảnh cây bằng lăng rừng nở hoa nhuộm tím cả một vùng trời. Đây là cây bằng lăng huyền thoại đã được nhắc đến vài năm qua mỗi khi chớm hè. Thật thú vị khi trong chuyến công tác tại Cà Ná Bình Thuận, trên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh, ekip của Master Kỳ đã hữu duyên ghé tham quan cây bằng lăng này. Có tận mắt ngắm tán cây tròn to và chi chít những chùm hoa tím, mới thấy lời đồn đây là cây bằng lăng đẹp nhất Việt Nam quả thực không phải là nói quá. Chào tất cả mọi người, bây giờ chúng ta tới Hồng Liên, Bình Thuận thì một cây bằng lăng khổng lồ, cực kỳ đẹp luôn. Chúng tôi đi trên con đường này trên Cà Ná, giữa Hồ Chí Minh, bất ngờ gặp cây bằng lăng và rất là nhiều người tới đây chụp hình, bởi vì nó đẹp hết chúng mình. Chúc đó, các bạn nhìn thấy không? Dạ. Cây này rất là đẹp, đúng không? Chị nó đẹp không chị? Bên Úc người ta có cây phượng tím đấy ha, cái màu này màu đẹp hơn cả màu phượng tím. Chúng ta thấy rằng trong cây phượng tím nó có tím trên gốc tinh rất là đẹp. Và cây này có một không hai, có thể nói là ở Việt Nam hoặc thế giới chúng tôi cũng còn ngạc nhiên khi thấy màu sắc hoa này, cái bầu trời nó rất là to lớn, rồi nó cũng rất là nhỏ bé. Hôm nay, hay bốn. Hồi xưa giờ không bao giờ thấy cái to như. Nói chung là em biết cái này lâu rồi, nhưng mà chỉ được cái là lần đầu tiên em bước ra đây luôn. Em ở đâu? Mà em dạ ở em ở Bình Thuận. Nói ra thì rất là Bình Thuận không biết luôn. Em không phải là không biết, nhưng mà không có thể em đi. Rồi cảm ơn chị. Dạ em tên Dương. Rồi đây là chị Dương, người Bình Thuận lần đầu tiên tới cái này. Chị thấy cái mặt này là giá 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 cái mặt này là giá